Bão Talim ngày 18 tháng 7 đổ bộ vào Việt Nam sau khi đi qua Trung Quốc và suy yếu dần, nhưng hàng trăm người dân ở hai nước đã được lệnh sơ tán trước cơn bão mà Việt Nam nói là mạnh nhất trong những năm trở lại đây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam cho biết, bão Talim được gọi là bão số 1 ở Việt Nam, đổ bộ vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây hôm 18 tháng 7 và tâm bão cách thành phố Móng Cái của Quảng Ninh 60 cây số về phía đông bắc, theo báo nhà nước. Trước đó, hôm 17 tháng 7, Thủ tướng chỉ đạo sơ tán gần 30.000 người dân tại 5 tỉnh ven biển miền Bắc, từ Quảng Ninh tới Ninh Bình. Giới hữu trách Việt Nam nói đây là cơn bão đổ bộ vào miền Bắc có cường độ lớn nhất trong từ 3 tới 5 năm qua và gây mưa rất lớn từ nay cho tới ngày 20 tháng 7. Nhà chức trách Việt Nam đưa ra cảnh báo về khả năng gây rủi ro do mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất ở các tỉnh phía Bắc sau khi bão đi qua. Truyền thông nhà nước nói, sau cơn bão này, khả năng có 2-3 cơn bão hình thành từ dải hội tụ nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương, trong đó có một cơn bão được dự đoán là sẽ vào Biển Đông trong 4-6 ngày tới.